Xin chào cả quý bà con, quý anh chị đang theo dõi video. Tôi tên là Nguyễn Đình Tùng, là một kỹ sư trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Thì hiện tại tôi đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và khu vực của tôi quản lý là khu vực Phú Yên. Thì ngày hôm nay tôi xin làm video này để chia sẻ đến quý bà con, quý anh chị một chủ đề rất là tuyệt vời mà tôi tin chắc là quý bà con, quý anh chị rất là quan tâm. Đó là xử lý làm sao cho hiệu quả khi tôm của anh chị bị bệnh là yếu gan và chống ruột. Thì như anh chị đã biết thì việc giữ cho đường ruột và gan của tôm được khỏe mạnh trong suốt mùa vụ nuôi tôm thì rất là quan trọng, vì tôm rất dễ mất cảm với các yếu tố về môi trường, với các yếu tố gây bệnh. Thì một số bệnh đường ruột rất là phổ biến, ví dụ như là bệnh yếu gan và chống ruột, thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh, như là đầu tiên là có thể là do mật độ vi khuẩn Vibrio ở trong ao của anh chị quá là cao, hoặc là do tôm của anh chị ăn phải các loại tảo xấu, các loại tảo độc như là tảo lục, tảo giáp, tảo lam, tảo mắt, hoặc là tôm của anh chị bị nhiễm ký sinh trùng gây bệnh đường ruột, hoặc là do thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa kéo dài, hoặc là thời tiết quá lạnh thì trong một thời gian dài tôm của anh chị sẽ bỏ ăn, gây ảnh hưởng xấu đến đường ruột của tôm. Thì sau đây em xin đưa ra một giải pháp mà đã giúp đỡ rất nhiều bà con nuôi tôm vượt qua khó khăn. Thì đầu tiên, ngày đầu tiên thì anh chị khoảng 8 giờ sáng thì anh chị diệt khuẩn cho em bằng sản phẩm là Nanobacter với liều là khoảng 2 lít cho 1.000 mét vuông nước, và đánh kèm với khoảng 30kg muối hột. Thì tiếp theo là khoảng 9 giờ sáng thì anh chị đánh cho em sản phẩm là Bromix Edeta với liều là khoảng 5kg cho 1.000 mét vuông nước. Thì sản phẩm này sẽ làm lắng lọc kim loại nặng, khử phèn và làm nhẹ nước. Thì khoảng 10 giờ sáng thì anh chị sử dụng cho em sản phẩm là Detoxin với liều là khoảng 5 lít cho 1.000 mét vuông nước. Thì sản phẩm này sẽ giữ làm rửa nước và làm nhẹ nước, thông thoáng nước. Thì vào khoảng 5 giờ chiều thì anh chị đánh cho em sản phẩm là hơ cua với liều là khoảng 3 lít cho 1.000 mét vuông nước. Thì anh chị có thể thay sản phẩm hơ cua bằng sản phẩm là Heba Herb. Đây là một dạng sản phẩm thảo dược đặc trị về các bệnh về gan. Thì đánh kèm thì anh chị có thể bổ sung các loại khoáng, ví dụ như là White Cell với liều là khoảng 5kg, và cấy vi sinh liều cao là Episipon với liều là khoảng 2 gói cộng với 10kg đường cát cho 1.000 mét vuông. Thì ngày thứ hai thì anh chị giảm 50% lượng thức ăn. Thì cử đầu tiên thì anh chị đánh cho em Cefo 98% là 3g cộng kèm với Cansifos cho 1 kg thức ăn. Thì các cử còn lại thì anh chị trộn cho em men tiêu hóa, men đường ruột liều cao, ví dụ như là Ebicin D, Quan Quy Chim, Piotic One với liều là khoảng 10mg cho 1 kg thức ăn. Thì ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì chị trộn giống như ngày thứ 2. Thì sau khi anh chị kiểm tra thấy gan và đường ruột của tôm của mình tốt lên, thì anh chị có thể đánh thêm một lần nữa sản phẩm là hơ cua với liều là khoảng 3 lít cho 1.000 mét vuông nước. Thì anh chị có thể thay sản phẩm hơ cua bằng sản phẩm tạp là Heba Herb. Thì anh chị chú ý một điều là không nên thay nước nhiều, không nên đánh vôi, vì thay nước và đánh vôi thì sẽ làm gây sốc tôm và làm cho tôm lột ép, gây yếu tôm. Thì nếu anh chị có những thắc mắc, những câu hỏi gì trong quá trình nuôi tôm, xin liên hệ qua số điện thoại hoặc Zalo 0378613648. Em rất vui lòng được hỗ trợ và tư vấn anh chị. Thì lời cuối cùng là xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc bà con có một mùa vụ thành công, được mùa được giá. Vâng, em xin kết thúc video ở đây.